Con nói gì con nói cho cô chú nghe coi. Con có nhớ lá kỳ không? Sao cái tay hả? À lá kỳ làm con cái tay này hả? Có đau không? Giờ này còn ngáp nữa. Hello Kitty đâu? Thôi đừng có làm trò nữa đi. Hello Kitty nè. Chơi mặc áo Hello Kitty. Say good morning cô chú. What happened? Cái chuyện gì vậy? Cái tay bị gì broken? À, chay nói với cô chú là nước sơn của chay bị tróc rồi. À, cho cô chú coi coi. Đó, nước sơn bị tróc rồi. Một chút nữa đi sơn nha. Màu gì? Pink. Sơn màu hồng hả? Broken. Broken là bị là nước sơn bị tróc đó cô chú. Ngộ lắm mấy đứa nít này mà cái gì mà hư là nó nói. Là nó nói cái chữ broken nè. Nước sơn bị tróc mà nói broken. Nắp chai đâu? Đi dở nắp chai mẹ coi coi. Nắp chuối đâu? Nắp chuối đâu? Trời ơi, đó con nó nằm mà cô chú con nó nằm nè. Trời đó coi coi. Có cảnh giường chiếu của chay nè cô chú rồi, khép lại rồi, khép lại bớt chút nha. Hôn mày mến đây. Hôn mày thấm thiết cho cô chú coi đây. Con có nhớ đà đi không? Chị có nhớ đà đi không? Chị nhớ ba không? Chị có nhớ lất kỳ không? Nhăn răng ra cô chú coi coi. Nhăn ra, nhăn ra, răng. Thôi, nhăn răng. Nhăn răng. Nhăn răng đây cô chú coi. Con nói mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi. Mất tiêu. Trời ơi. Mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi hả? Rồi con nói đi. Tới rồi. Tới rồi. Nói mất tiêu rồi coi. Mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi. Ừ. Con nói dạ mẹ. Nói dạ mẹ đi. Mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi hả? Mất cái gì? Mất cái gì? Mất mất chiếc bông rồi hả? Ai là mất? Ai là mất? Mất chiếc bông ở đâu đâu? Quay quay vô cô chú coi coi mất chiếc bông nào đâu? Mất chiếc nào đâu? Mất chiếc đó ra hả? Mất tiêu rồi. Thấy chưa? Chú thấy bên này. À, trời, mất mũi nữa trời. Hồi tối này chị ăn sầu riêng có ngon không? Hả? Hồi tối chị ăn sầu riêng có ngon không? Ai mà đi lên video mà móc mũi trời. Ghê quá. Thánh thánh móc mũi đó. Trâm. Hả? Ai? Mẹ. Ai? Mẹ. Mẹ đâu? Bỏ tay xuống. Bỏ tay xuống. Ghê quá trời. Mất tiêu rồi đâu, mất tiêu rồi đâu. Trời ơi, sao nó móc một trời đó hơi ghê búa. Con chay ở dơ búa. Chay, chay nói đi chay. Búa. Nói búa đi. Nói búa đi. Búa. Vui búa. Bị. Ngon búa. Nói chữ búa đi chay. Sương môi. Sương môi hả? Sương môi đâu đâu? Sương môi đâu? Con nói đi. Ba Bảo. Ba Bảo. Ai nữa? Ông. Ông. Bobby. Ai nữa? Ai nữa? Ông. Biết rồi, rồi ai nữa? À. Ai nữa? Ông.
Ai nữa? À. À ai? Út. Biết rồi. Rồi ai nữa? Út. Út làm nghề gì? À. Út làm nghề gì? À. Làm nghề gì? Út. Mà Út làm nghề gì? Út. Mà mốt con lớn lên con muốn làm gì? Nói bác sĩ. Bác nói đi bác sĩ. Nè. Chay hồi bữa chay nói đó chay, chay thích chay lớn lên chay thích làm nghề gì? Bác sĩ. Nói bác sĩ đi con, nói bác sĩ cho cô chú nghe. Lại lên, nói bác sĩ. Tai bị gì vậy? Gỡ ghẻ nữa hay gì? Cô nói bác sĩ cho cô chú nghe coi. Nói chuyện bác sĩ dễ thương lắm. Nói đi chay, bác sĩ. Nói đi, nói bác sĩ. À trời ơi, cái gì nó nhắc ma cô chú kìa. Chay nói bác sĩ đi chay. A B C D E F G H I J K L M N O P Q. Trời ơi cô bả rồi. Q R S T U. Trời ơi coi nè. Chị lớn lên chị thích làm nghề gì? Bác sĩ. Cô nói đi. Đứa nào không thích chạy đầu? Đứa nào không thích chạy đầu? Bye. Sao? Chị lớn lên chị thích làm nghề gì? A B C D E F G H I J K L Cướp. Ouch. Ouch. Con đạp trúng mẹ mà con cười hả chay? Can you say I'm sorry mommy? Sorry. Ông. Hả? Ông gì? Ông. Thôi đừng có xạo. Can you say I'm sorry? Uh-oh. Nó xạo đó, kêu nó nói sorry là nó xạo. Nó tự làm chuyện hài ra đó, đó. Chạy đi, can you say I'm sorry? Nó xạo một cách khủng bố luôn. Thôi đi, xạo quá không chơi chay nữa. Cho quánh được rồi, Cục Vàng ngồi xíu xe hả Cục Vàng? Ai? Ai con? Chuyện gì? Ba Quy. Bậy à, bậy. Trời đất ơi, mẹ lụm trái chay nha. Con nói mẹ ơi. Gì? Xuống chi? Gì? Quánh nó đó. Lấy cái tay khều nó. Vậy á hả? Để mà quánh cho. Trời ơi, coi nó kìa, coi nó coi được đời không, coi được đời không? Trời ơi, cái con chay này. Trời đất ơi. Này á, anh lại anh khều mẹ, anh mét mẹ là con quýnh anh à. Sợ né luôn. Ghê ghê kìa. Ghê, sợ quá, nó nói ghê sợ quá đó cô chú. Ghê sợ quá, đi vô mang dép vô, để lên. Vô mang dép vô, sợ quá thì mang dép vô. Rồi bây giờ cái xóm này ai cũng sợ nó rồi cô chú ơi. Anh này cao hơn nó tới ngần ấy đó mà cũng sợ nó đó. Mình chạy xe xin hồi lên đi mọi cho. Này con. Dễ sợ nó thiệt chứ. Mang dép vô giùm mẹ đi chơi. Chơi này không? Con dạ mẹ đi. Dạ mẹ. Dạ mẹ cho con. Con. Mẹ dạ mẹ. Dạ mẹ. Đúng rồi. Không, cô chú thấy chay chưa? Thấy chay. Dạ mẹ chứ. Cái gì hết rồi hả? Hết rồi đứng dậm vậy đó hả? Này nói tiếng gì kia chưa? Hết rồi. Hết chưa? Cái này có hết không? Hết. Hết rồi. Trời ơi. Má con qua nhà tá phá nè cô chú. Chay, chừa cầu tuột đi chay, đứng lên chừa cầu tuột đi. Đứng lên chừa cầu tuột.
mở sốt hả? Mở sốt cho con chấm hả? Thôi con chấm ăn, con có thích ăn sốt đâu, con thích ăn không à. Sốt hả? Trời ơi, đồ chấm sốt. Ông ngoại, mở sốt cho nó đi ông ngoại. Trời ơi trời. Thôi ăn cơm nha. Bữa nay là chơi đồ đường nước ngài nha cô chú. Anh hay ăn không? Dạ tôi gì? Đeo cặp. Hả? Ba biết mở không ba? Bye bye cô cùng đi, bye bye cô cùng. Bye bye, đúng rồi. Ăn french fry đi. Rồi bye bye cô Tùng á. Ngon đó. Đó, sọt kìa. Sọt á. Sọt á. Ăn muốn ăn sọt thế nói đi. Sọt cho nó bài bản lắm, nó xạo xạo vậy chứ nó chấm mà nó không ăn đâu. Một miếng thôi chị xui. Rồi. Rồi ăn sọt đi, chấm sọt đi. Anh ba tôi ăn luôn, mẹ nhỏ này luôn. Anh ba, anh ba cỡ đôi dép ra đi anh ba ơi. Con phải nói sao? Xin ông nội cho uống nước. Chơm, đúng rồi, ăn chơm đi. Đó. Nước chơm. Cô chú cho coi chay ngồi sẽ lai ăn nè cô chú nè. Ăn cơm vô, ăn miếng cơm vô. Rồi, đó coi, giỏi chưa? Ngon quá. Trời đất ơi, dữ vậy hả? Ba Quy ăn này coi. Để mẹ lấy nước cho em uống nha. Biết cái này là ai nghĩ tới để cho ăn không vậy chay? Cái này không phải mẹ nghĩ đâu nghe chay. Đố chay ai nghĩ tới này để cho chay ăn á. Lấy đi hả? Úi trời ơi, rồi dính vô sọt rồi. Cơm dính vô sọt rồi. Sao lên con biết ai mua này không? Mẹ Ngọc mua, con nói cảm ơn mẹ Ngọc đi. Mẹ mua dạ dạ. Không có gì. Không có gì. Mới mốt mà con muốn ăn, con nói mẹ Ngọc ơi, con muốn ăn thịt gà, nghe không? Ngon quá. Dạ nghe. Trời ơi, nó lấy gà của người ta luôn hả chứ. Dạ. Không cho em đi con ăn đâu có hết đâu. Đó, đó, bậy à. Hai cái đứa này ta đã ăn rồi nó đánh lộn biết. Ăn đi con. Ngon quá. Nó chấm sốt đã ăn đầu kìa. Nó giữ mặt với tôi á. Vô, vô với anh hai đi. Vô kìa, vô, vô. Ba Quy vô nữa nè. Ba Quy cũng vô luôn. 1, 2, 3, vô. 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 Em vô. À cái muỗng mà cái muỗng Hello Kitty của nó ta, cái muỗng mà cái nĩa nhỏ 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 nhỏ. Đâu rồi ta? Cái muỗng cái nĩa. Cái nĩa mà nó khoái ăn bằng cái nĩa đó đó. Rồi con vô em đi. Vô mẹ ăn, ông ngoại ăn phải nè ông ngoại. Rồi. Ăn chung đi, vô đi chung đi ngoại ơi. Khổ lắm ngoài nè, vô mẹ nè, vô. Vô, rồi, bứt. Đẹp nè, ai muốn đẹp đâu. Ồ. Đây mày cắm vô, đây mày cắm vô vô. Rồi. Cắm vô. Rồi, wow, rồi ăn đi nha, ăn cho ngon miệng nha. Muỗng ngon là phải ăn cho ngon nha. Khổ lắm đó chứ phải. Nó có cái muỗng mới ăn. Dấm mì. Có muỗng ngon cắn vô kêu dấm mì. Còn nãy giờ không có dấm mì. Con này nó xạo dễ sợ không. Dấm mì là ngon đó mẹ. Chị Ngân đưa nó cái muỗng đó thằng Kiều à. Nó có được không. Múc cơm đi, múc cơm đi. Oops. Nè con. Này bỏ lên rồi. Oops. Oops. Thôi mệt quá hả mày ăn luôn đi. Ngon quá. Ngon quá. Ăn cơm đi, múc cơm đi, múc cơm đi. Cái đó múc cơm đi. Múc cơm được không? Ủa anh hai hơi tay chi hả? Múc cơm đi con. Ngon con. Này con múc cơm nè. Ngon. Ngon. Ngon quá. Đây mẹ, đây. Đây nè. Rồi, múc cơm. Trời ơi. Ngon quá. Đây. Con ngồi qua đây. Rồi. No, bỏ miệng ăn. Bỏ miệng ăn chay. Chay ơi, bỏ miệng ăn. Hôn em chay cái đây, hôn đầu em chay miếng coi. Hôn miếng ơi, hôn chán em miếng. Hôn chán em miếng. Chay ơi, mở miệng ra. Dâm mì không? Hả? Dâm mì không?
ăn đây. Ngon quá. Đúng rồi, cái bột cũng ngon. Nhưng mà bò thịt gà ngon. Để mày gỡ cái bột ra cho. Gỡ bột ra, cầm thịt gà ăn thôi. Bột cứng chay ăn không được. Bỏ cái đó xuống, đúng rồi. Cầm hai tay cắn thôi. Lật qua bên củ thịt, đúng rồi. Ngon quá ra. Ngon. Tóc dần vàng thấy ghét không? Mặc cái quần. Mặc quần đúng bài luôn. Đúng bài là quần ống gọng luôn á. Gọng kinh nè. Ngon quá ta. Ủa chay, bà ngoại chính mới dẫn đi đâu vậy chay? Trời ơi, bây giờ tao nói dành. Trời đất ơi. Thank you. Con nói ông già Noel. Ủa chính anh thì qua trễ dữ chứ. Trời ơi, qua trễ rồi. Trời ơi. Tiểu luôn, trời đất ơi, nó diễn. Diễn gì sâu dữ trời. Trời ơi, quần vàng mặc biết luôn. Mỗi lần mặc quần vàng là nhớ tới xì trâm. Trời ơi. Đi đâu, đi đâu, đâu. Ờ, đây là bọn mẹ đó, bà mẹ đó, chạy, cầm bò gì nè.